Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 1999, chúng ta đang ở tại sân mới và đây là bài phát thoại bằng tiếng Việt. Bắt đầu lúc 1:15. Chúng ta người nào cũng phải có bổn phận săn sóc cho những người thân, khi mà những người thân bị bệnh nặng, và nhất là cái lúc người thân sắp sửa qua đời, chúng ta phải làm sao để có mặt. Tại vì trong những cái lúc khó khăn như vậy thì người thân của chúng ta rất cần đến chúng ta. Nhưng mà ai trong chúng ta cũng biết rằng nếu chúng ta không có đủ cái sự bình tĩnh, đủ với sự an lạc và vững chãi, thì sự có mặt của ta bên cạnh người thân không có giúp đỡ được gì nhiều cho người đó cả. Cho nên chúng ta cần phải tu tập để chúng ta chế tác thêm cái chất liệu của sự tươi mát, cái sự lành mạnh, cái sự vững chãi và cái lòng từ bi. Thì chúng ta khi ngồi bên cạnh người hấp hối hay là người đang đau nhức quá độ thì chúng ta mới có thể giúp được cho người đó. Cái đức tính mà cần thiết nhất cho một người để người đó có thể ngồi gần một người đang hấp hối là cái đức vô ý. Vô ý nghĩa là không có sợ hãi. Nếu chúng ta cuống cuồng, chúng ta sợ hãi, chúng ta đầy những cái lo lắng và thương tiếc, thì cái sự có mặt của ta bên cạnh người hấp hối không có ích lợi nhiều, có khi có thể làm hại cho người đó. Bằng cái sự cuống quýt của chúng ta, bằng cái sự sợ hãi của chúng ta, bằng cái sự thiếu bình tĩnh của chúng ta, bằng những cái lời than tiếng khóc của chúng ta làm náo loạn cái tâm ý của người đang hấp hối, và đó làm cho sự có mặt của ta nó có một tác dụng tiêu cực. Cho nên tốt nhất là chúng ta đừng có tới, chúng ta nên né tránh, mà như vậy chúng ta tâm cũng không có yên, rốt cuộc chúng ta phải tìm tới. Nhưng mà ai trong chúng ta mà một ngày nào đó không phải làm cái công việc đó, bởi vậy cho nên ngay chính hôm nay chúng ta phải thực tập. Thực tập làm sao để có sự vững chãi, sự tươi mát và nhất là cái đức vô ý. Thì khi ngồi bên cạnh người hấp hối, ta có thể rất giúp được người đó rất nhiều. Và trong kinh thì Đức Thế Tôn đã có dạy rất nhiều về cái chuyện thực tập này. Ngày mai và ngày mốt mình cũng sẽ được nghe những cái bài thuyết pháp nó liên hệ tới vấn đề đưa người hấp hối bằng tiếng Pháp và bằng tiếng Anh. Thành quý vị nên có mặt để nghe những cái bài thuyết pháp như vậy. Nếu chúng ta thực tập mà chúng ta thấy được sinh tử là những cái cửa ngõ để ra vào, rằng quả thật là không có sanh cũng có tử mà chỉ có cái sự ra vào thôi, thì chúng ta sẽ không có đau xót lắm. Và chúng ta biết rằng cái người đang chết đó là đang có cơ hội để bắt đầu trở lại. Và người đó đã bắt đầu trở lại rồi trong những hình thức mà ta không thấy. Ở Việt Nam, ngày xưa đó, tôi đã từng thấy những cái ông già, họ không sợ chết. Họ nghĩ tới cái chết của họ một cách rất là bình tĩnh. Họ làm dự án cho cái chết của họ một cách rất là bình tĩnh và với rất nhiều niềm vui. Họ có thời giờ để chiêm nghiệm về cái chết của họ. Họ có thời giờ để đi với ông thợ mộc và đặt ông thợ mộc làm cho họ một cái quan tài trước, và họ tự tay chọn cái loại gỗ nào họ thích. Và cái ngày mà chiếc quan tài được chở về nhà để trong nhà là cái ngày rất là vui cho họ. Và có khi họ còn nằm thử vào trong đó để coi thử có vừa, có tốt, có cục bọc táp hay không nữa. Ở Việt Nam là nó như vậy.
Không biết là Tây Phương có không, nhưng mà Việt Nam chính tôi đã trông thấy những người như vậy. Và khi mà họ ngồi ở trước ngưỡng cửa mà nhìn mấy đứa cháu họ chơi đùa trong nắng mai trước bãi cỏ, họ vui lắm. Họ thấy rõ ràng đó là họ, đó là sự tiếp nối của họ. Họ đã làm tròn bổn phận của họ rồi. Họ đã nuôi con trai lớn lên, họ đã nuôi nuôi con gái lớn lên, con trai đã cưới vợ, con gái đã lấy chồng, và họ đã có cháu nội cháu ngoại. Họ thấy rõ ràng là họ đang tiếp tục nơi con cháu, nơi con và nơi cháu của họ, và họ không có lý do gì để phải buồn thương về cái chết của họ cả. Và tại vì họ đang tiếp tục, đang được tiếp tục, họ không nghĩ rằng họ sẽ từ có mà trở thành không. Và đó là cái tuệ giác của rất nhiều người Á Đông, mà không phải là những người đó đã học Phật một cách sâu sắc đâu. Không phải, cái tuệ giác đó đã được trao truyền từ thế hệ này tới thế hệ khác, rất là lạ kỳ. Và họ cũng biết trước là khi mà họ chết rồi thì họ sẽ được mặc cái áo liệm nào, và tính là họ tự tay họ chọn màu, chọn cỡ, họ lo hết tất cả mọi chi tiết với một cái sự bình tĩnh lạ kỳ, vui vẻ nữa. Người đã bây giờ nghe nói đến chết là sợ, sợ hãi. Trong cuộc đời của chúng ta có những cái điều mà chúng ta muốn làm, muốn thực hiện. Và nếu chúng ta có thể tập trung được cái thời giờ, sử dụng được cái thời giờ, cái năng lượng mà chúng ta để làm được những chuyện mà ta ưa thích nhất đó, thì đó là một cái hạnh phúc rất lớn cho đời mình. Còn nếu mình để hoàn cảnh nó kéo đi và làm hết thời giờ của mình, hết tâm lực của mình mà mình không làm được những chuyện mà mình ưa muốn nhất trong đời, thì cuộc đời của mình coi như là thất bại. Mình bị kéo theo bởi những cái hoàn cảnh, và do đó cho nên mình phải chỉnh đốn lại cái đời của mình, và mình quyết định rằng mình chỉ làm những cái gì mà mình thích mà thôi. Mình không làm những cái mà không quan trọng. Có những bà mẹ, có những ông cha thấy rằng cái sứ mạng quan trọng nhất của đời họ là đào tạo ra những đứa con trai, những đứa con gái mà nó có thể tiếp tục được mình, nó có thể tiếp thu được tất cả những tinh hoa của tổ tiên, của dòng họ. Và họ khi mà họ thấy được rằng họ làm được điều đó rồi thì họ rất là hạnh phúc, và họ chết một cách rất là hạnh phúc. Bên Pháp á, nó có cái tuệ giác đó. Khi mà người ta đăng một cái cáo khó lên trên báo á, người ta nói ông đó vừa mới tịch á, thì người ta thêm câu là Ile siệt với quy phạt sa phi, nó mê cái gì đó, Ile siệt với quy phạt sung phi, nó mê cái gì đó. Tức là ông đó đang được tiếp nối bởi con trai tên là gì đó và con gái tên là gì đó. Cái câu đó ở trong cáo phó chứng tỏ rằng người Pháp ngày xưa có cái tuệ giác đó. Sự vi cư có nghĩa là được tiếp tục. Thì khi mình chết đó, thì con mình tiếp tục, mình đâu có phải là mình từ có mà trở thành không đâu. Thì thầy cũng vậy thôi, thầy đang được tiếp tục, thầy đâu cần chết mới được tiếp tục, thầy đã được tiếp tục rồi. Thầy có rất nhiều đệ tử, đó là con của thầy, những đệ tử xuất gia và những đệ tử tại gia mà thầy thương, thầy rất là thương, thương một cách rất là lành mạnh, tại vì có những cái tình thương rất là bình hoàng. Một trong đó cả người thương và cả người được thương đều đều đau khổ, khóc cả ngày cả đêm. Cái tình thương đó là tình thương bình hoàng. Còn tình thương của thầy là thầy muốn thương một cách rất là
lành mạnh. Tình thương nó chỉ trao truyền cái hạnh phúc, cái tự giác thôi. Và thầy có những đứa học trò xuất gia, những đứa học trò tại gia mà thầy trao truyền cho họ những cái tự giác, những cái kiến thức, những cái hạnh phúc, những cái kinh nghiệm, những cái niềm vui của thầy. Và khi mà thầy thấy các học trò đó lớn lên, đi khắp mọi nơi, đem cái ánh sáng ra để mà tung vải, để mà chia sẻ cho mọi người, thì tại sao thầy phải đau khổ, nghĩ rằng là thầy sẽ chết? Thầy làm sao chết được? Thầy đang được tiếp tục mà những đứa con của thầy cũng phải là Phật tử đâu nghe. Tại có những người họ đọc sách thầy, họ thực tập thầy mà họ chưa bao giờ quy y thọ năm giới thầy hết á, nhưng mà họ cũng tiếp nối thầy. Có thể những người đó là những giáo sĩ trong các tôn giáo khác, họ cũng tiếp nhận từ thầy và họ cũng được thầy sinh ra trong cái đời sống tâm linh của họ. Ngày sách của thầy có khi nó đi sâu vào các tu viện tiếng, các bậc sơ, các ông cha trong tu viện đến cũng đọc, cũng thực tập, cũng viết thơ cho thầy và cũng nhận thầy như là một người cha tinh thần vậy. Vậy thì không phải là con của thầy chỉ là người Phật tử, tại vì thầy đã vượt ra khỏi cái hình thức Phật giáo rồi. Ban đầu mình là người Phật tử nhưng mà sau mình phải gọi là tốt nghiệp Phật giáo chứ. Cho mình Phật tử suốt đời làm sao? Mình phải vượt thoát được cái hình thức Phật giáo thì mình mới là Phật tử đích thực. Thì Bụt có nói như vậy. Và khi mà có tướng thì còn bị kẹt. Phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Cho nên Phật tử giỏi là Phật tử không có hôi cái mùi Phật giáo nữa. Là những người Phật tử mà đã giỏi rồi đó thì không có bị kẹt vào những cái hình thái và những danh từ Phật giáo nữa. Thì nếu mình là con trai, là con gái của mẹ mình, của bố mình, mà nếu mình đã tiếp thu được những cái tinh hoa của bố hay của mẹ thì tức mình là mẹ rồi. Mà nếu mình thanh thơi, mình an lạc, mình giải thoát, tức là mẹ mình thanh thơi, mẹ mình an lạc, mẹ mình giải thoát. Tại vì mẹ mình không phải là một cái thực tại độc lập đối với mình. Cho nên nếu mà nếu mà ông thở được một hơi thở vào và cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thoát trong lòng thì đó là mẹ của ông đang được thanh thoát và nhẹ nhàng. Mà nếu bà có thể bước những bước đi vững chãi và mỉm cười thì đó là mẹ của bà đang bước đi một cách thanh thơi và nhẹ nhàng. Thành ra bà không cần phải đặt vấn đề hỏi coi mẹ của mình có giải thoát hay không. Mẹ mình giải thoát hay không là chỗ mình có giải thoát hay là không mà thôi. Tại vì mình mang mẹ ở trong từng tế bào cơ thể, mình đi vào tương lai. Và con của mình sẽ cũng mang bà nội của nó, bà ngoại của nó đi vào trong tương lai. Mình phải thấy như vậy thì mình mới hết sầu đau được. Đó là cái tuệ giác của Bụt. Chúng ta bỏ một nhúng trà vào trong cái bình trà và chúng ta chế nước sôi vào và để cho nó ngồi thiền vào khoảng 5 phút thì ta mới rót trà đó ra, là 2 cái chén, là 3 cái chén ta uống và ta mời khách, ta rất là đượm hương. Thì chúng ta biết rõ rằng cái trà nó không phải là chỉ còn nằm ở trong bình trà mà nó được rót ra chén. Thì mẹ con cũng vậy, cha con cũng vậy thôi. Mẹ là trà và mình là chén trà, thì trà nó nằm trong chén cũng như là nằm trong bình trà. Rồi khi bình trà đã vơi rồi, chúng ta thêm nước sôi và chúng ta rót thêm một vài chén nữa. Tuy là trà nó không có đậm như kỳ đầu nhưng mà cũng còn đượm hương lắm. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục rót như vậy thì cái trà trong bình nó chỉ còn là cái xác trà thôi. Thì mẹ của mình vậy, bố của mình cái lúc mà hấp hối nó chỉ còn là cái xác mà thôi, không còn nhiều đâu, còn rất là ít. Mẹ mình, bố mình đã đi ra nhiều ngã khác nhau rồi, trong đó có mình.
và cái chất liệu của mẹ trong mình còn nhiều hơn là chất mẹ. Và chất liệu của mẹ đang nằm trên cái giường hấp hối, mình phải thấy điều đó. Và vì vậy cho nên mình phải biết rằng cái giải thoát của mình là giải thoát của mẹ, cái hạnh phúc của mình là hạnh phúc của mẹ. Cái vấn đề là làm sao mình được vững chãi, được thảnh thơi, được có nhiều tình thương. Thì lúc đó mẹ trong mình sẽ mỉm cười trong mỗi tế bào của cơ thể. Cái đó là tự giác. Mà nếu mình thực tập cho hay thì mình thấy không những mẹ mình cười thảnh thơi trong mỗi tế bào của mình, mà mình thấy còn thấy cha của mình còn thấy tổ tiên của mình có nhiều nhiều đời đang mỉm cười thảnh thơi trong từng tế bào của mình. Mà chỉ có mình mới làm được cái điều đó cho mình thôi. Mình nương vào tăng thân, mình tu tập, mình đi thiền hành, mình ngồi thiền tọa, mình thực tập pháp, pháp đàn. Thì mình sống như vậy thì tất cả tổ tiên và cha mẹ của mình ở trong một tế bào mình sẽ được giải thoát, sẽ được an lạc và sẽ mỉm cười trong một tế bào. Lúc đó là mình là người con có hiếu nhất ở trên đời. Thì sau khi mình đã uống trà hai nước ba nước rồi thì trà trong mình chỉ còn cái xác mà thôi. Cái xác đó không phải là trà nữa, nó chỉ là xác trà thôi. Mình đừng có tưởng mẹ mình đi chôn mẹ mình. Không, mình chỉ đi chôn cái xác của mẹ mình thôi. Mẹ mình đang là những thực tại rất linh động, mà nếu mình khôn ngoan thì mình có thể thấy mẹ mình ở trong mình, ở trong em trai của mình, ở trong em gái của mình, ở trong con cháu của mình. Và thấy được như vậy thì mẹ mới mỉm cười được. Đó là cái thấy nương trên cái tự giác gọi là vô ngã. Và khi mình ngồi ở bên giường mẹ thì mình phải nói điều đó ra: mẹ ơi, mẹ là bất tử, mẹ không thể nào từ có mà trở thành không được. Mẹ đang có mặt trong con, mẹ đang có mặt trong các cháu. Và cái hình hài này không phải là mẹ, mẹ lớn hơn cái hình hài này rất nhiều. Đó là những lời kinh mà Bụt nói đó. Thân này không phải là tôi không bị kẹt vào trong thân ấy. Tôi là sự sống thanh thang, tôi chưa bao giờ từng sinh cũng như chưa bao giờ từng diệt. Đó là câu của Đức Thế Tôn nói. Mình là người Phật tử thì mình phải thừa hưởng cho được cái tự giác đó. Thì lúc đó những cái buồn tủi, những cái đau phiền của mình mới tan biến được. Chứ còn mình còn cố chấp vào cái ngã riêng biệt thì mình không biết mẹ mình ở đâu, mẹ mình có giải thoát hay không. Mà theo cái nhận thức này, mẹ giải thoát hay không giải thoát là mình biết. Tại vì nếu mình đang còn vướng mắc, mình đang còn sầu đau, mình đang còn hề lụy, mình chưa có niềm vui, mình không mỉm cười được, thì mẹ cũng vậy thôi. Có bao nhiêu tiền cũng không thể nào làm hơn được. Và vì vậy cho nên cái chất liệu của vững chãi, chất liệu của thảnh thơi, chất liệu của niềm vui trong mình là cái vốn liếng mà mình dùng để báo đáp cái ơn sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ, của ông bà.